và cũng tương tự như là điều khiển bằng tay. Và cũng tương tự như vậy, khi động cơ quay nghịch và chạm công tắc hành trình, nếu mà chúng ta tiếp tục bấm phím nghịch thì động cơ sẽ không quay nha. Cho nên khi chúng ta bấm phím hựng thì động cơ sẽ quay hựng. Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm cơ điện tử DT. Ở video này mình sẽ giới thiệu về bộ điều khiển rời ép đảo chiều động cơ DC 12V cho đến 32V 40A. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn tự lắp dàn phơi máy hiên tự động bằng bộ mạch này rồi. Tuy nhiên mình chưa nói sâu về các chức năng của bộ mạch cũng như là các ứng dụng khác. Thì mạch này sẽ có nhiều ứng dụng phù hợp như là cửa lùa tự động, máy hiên tự động, dàn phơi tự động hoặc là rèm che tự động nha các bạn. Thì mạch sẽ phù hợp với lại các động cơ DC có điện áp hoạt động nằm trong khoảng từ 12V cho đến 32V và có thể kết hợp với lại remote để điều khiển từ xa hoặc là kết hợp với lại nút nhấn để chúng ta điều khiển bằng tay, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với lại công tắc hành trình hoặc là cảm biến giật cản để động cơ tự động dừng khi đạt đến điểm giới hạn nha các bạn. Hiện tại thì sản phẩm đang được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT4590, sau đó xem chi tiết. Và bây giờ mình sẽ mở bên trong ra để cho các bạn dễ dàng xem cái ký hiệu hơn nha. Và ở đây trên mạch sẽ có các domino. Domino được ký hiệu là V cộng và V trừ, là domino mà chúng ta sẽ cấp nguồn cho mạch. Motor chúng ta sử dụng điện áp bao nhiêu thì chúng ta sẽ cấp điện áp bấy nhiêu, là từ 12V cho đến 32V. Ví dụ motor chúng ta sử dụng điện áp 12V thì chúng ta sẽ cấp vào hai domino này là 12V. Và hai domino phía trên được ký hiệu là motor, là nơi mà chúng ta sẽ đấu với lại hai cực của motor. Và phía đối diện sẽ có các domino được ký hiệu là stop, GND 12V. Ở ba domino này chúng ta sẽ đấu với lại cảm biến hoặc là công tắc hành trình để đặt giới hạn dừng cho động cơ. Và ở phía dưới sẽ có các domino được ký hiệu là GND, B2, B1 và stop. Ở đây thì chúng ta sẽ đấu với lại nút nhấn hoặc là công tắc tự hồi để điều khiển bằng tay nha các bạn. B1, B2 là dùng để đảo chiều và stop là dừng lại nha các bạn. Và trên mạch sẽ có một mạch thu RF có tần số là 433. Như vậy là chúng ta sẽ có thể kết hợp với lại remote 3 nút có tần số là 433 MHz, có mã là mã cố định được nha các bạn. Hoặc là remote 4 nút cũng được. Chúng ta sẽ sử dụng 3 nút, còn nút còn lại thì chúng ta có thể sử dụng ở ứng dụng khác nha. Và đầu tiên mình sẽ kết hợp với lại 3 nút nhấn để điều khiển bằng tay đảo chiều hoặc là dừng lại nha các bạn. Và mình sẽ điều khiển động cơ DC 12V, cho nên mình sẽ cấp nguồn 12V cho mạch. Và công tắc giới hạn mình sẽ sử dụng là công tắc hành trình. Các bạn có thể sử dụng cảm biến giật cản, là cảm biến kim loại hoặc là cảm biến giật cản hồng ngoại cũng được nha các bạn, tùy vào thiết kế của chúng ta. Và mình cũng sử dụng mô hình của lần trước nha. Ở đây mình có sử dụng một trục cắt đan, trục bít me. Khi động cơ đảo chiều thì sẽ kéo cửa ra vào nha các bạn. Ví dụ như đây là một cửa lùa nha. Và bây giờ mình sẽ lắp theo sơ đồ có trên hình. Và như đây mình đã lắp xong. Ở đây thì mình sẽ cấp nguồn 12 cho motor của mình hoạt động với điện áp là 12V. Và đây hai công tắc hành trình mình sẽ đặt ở hai đầu giới hạn. Khi mà động cơ quay thì sẽ kéo điểm G này đến chạm một trong hai công tắc hành trình thì mạch sẽ điều khiển động cơ dừng lại nha các bạn. Và ở đây sẽ có 3 nút nhấn. Nút màu đỏ thì mình sẽ đấu với lại chân stop. Còn nút hai nút màu xanh thì mình sẽ đấu với lại chân hựng và chân nghịch. Và ba chân chung của nút nhấn thì mình sẽ đấu với lại chân GND theo như sơ đồ. Và chút nữa mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn học lệnh của remote 3 nút này. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển bằng tay trước.
mà sẽ có 4 chế độ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chế độ đầu tiên. Các bạn quan sát trên mặt URF nhỏ này sẽ có một nút nhấn. Và bây giờ để chuyển sang chế độ đầu tiên, gọi là mặc định của mặt, thông thường là chế độ đầu tiên nha các bạn. Để chắc chắn hơn thì các bạn sẽ nhấn giữ nút nhấn cho đến khi đèn trên mặt URF này sáng một lần rồi tắt, các bạn hạ nút nhấn ra, có nghĩa là mặt sẽ ở chế độ số 1. Ví dụ ở chế độ số 1, khi chúng ta nhấn nút hựng thì động cơ sẽ quay hựng cho đến khi điểm G chạm công tắc hành trình thì động cơ sẽ dừng lại. Nếu lúc này chúng ta tiếp tục nhấn nút hựng thì động cơ sẽ không quay nha các bạn. Cho đến khi chúng ta nhấn nút nghịch thì động cơ sẽ quay nghịch. Cho đến khi chạm công tắc hành trình ở giới hạn ngược lại thì động cơ sẽ dừng lại. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta tiếp tục nhấn nút nghịch thì động cơ cũng không quay nha. Bây giờ mình sẽ nhấn nút hựng. Và nút Stop sẽ có chức năng là dừng ngay lập tức. Nếu trong lúc động cơ đang quay mà chúng ta nhấn nút ngược lại thì động cơ sẽ nghỉ khoảng 1 giây, sau đó sẽ quay được theo chiều ngược lại nha. Và đây là ở chế độ số 1, điều khiển bằng tay. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách học lệnh của remote. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng remote 3 nút, 4 nút hoặc nhiều nút hơn cũng được. Điều khiển ở đây là remote là phải tần số là 433 MHz, và có mã là mã cố định nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng remote 300m, có 3 nút này. Và để học được lệnh thì các bạn sẽ nhấn nút trên mặt URF một lần rồi thả ra. Đèn trên mặt URF sáng liên tục. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn nút quay hựng nha. Ở đây thì mình sẽ nhấn nút mũi tên hướng lên. Tiếp theo là các bạn sẽ nhấn nút quay nghịch. Và cuối cùng là nhấn nút Stop. Và cũng tương tự như là điều khiển bằng tay. Và cũng tương tự như vậy, khi động cơ quay nghịch và chạm công tắc hành trình, nếu mà chúng ta tiếp tục bấm phím nghịch thì động cơ sẽ không quay nha. Cho đến khi chúng ta bấm phím hựng thì động cơ sẽ quay hựng. Và nút Stop cũng sẽ có chức năng là dừng khẩn cấp. Và lúc này thì điều khiển bằng tay vẫn như bình thường nha các bạn. Remote và điều khiển bằng tay sẽ hoạt động độc lập đấy nha. Và ở đây nếu các bạn học nhầm nút hoặc là các bạn muốn xóa tất cả remote thì các bạn sẽ nhấn giữ nút nhấn trên mặt URF này cho đến khi đèn trên mặt URF nháy 5 lần liên tục. Và các bạn sẽ hạ nút nhấn ra. Như vậy là chúng ta đã xóa tất cả. Lúc này thì chúng ta sẽ bấm remote, sẽ không có tác dụng nha các bạn. Và mặt sẽ trở lại chế độ đầu tiên là chế độ số 1 nha. Bây giờ mình sẽ học lệnh lại nha các bạn. Nhấn nút nhấn một lần rồi thả ra. Và nhấn nút nhấn
muốn động cơ quay hận, và nhấn nút nhấn muốn động cơ quay nghịch, và cuối cùng là nút nhấn dừng lại. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang chế độ số 2. Để chuyển được sang chế độ số 2 thì các bạn sẽ nhấn giữ nút nhấn trên mạch thu rf nhỏ này cho đến khi đèn chớp tắt 2 lần liên tục, rồi các bạn sẽ hạ nút nhấn ra. Một lần. 1 2 và các bạn sẽ hạ nút nhấn ra. Như vậy là chúng ta đã chuyển sang chế độ số 2. Ở chế độ số 1 thì sẽ phù hợp với lại các ứng dụng như cửa lùa, wireframe tự động hơn. Và còn ở chế độ số 2 này thì có lẽ sẽ ít sử dụng hơn. Do cái tính chất của nó có hơi khác một chút xíu nha các bạn, và hơi rối một chút xíu nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ bấm nút hận thì động cơ sẽ quay hận, và mình tiếp tục bấm phím hận một lần nữa thì động cơ sẽ dừng lại. Và cũng như vậy, khi động cơ đang quay mà đụng công tắc hành trình thì động cơ sẽ dừng lại nha. Nhưng khi đụng công tắc hành trình mà chúng ta tiếp tục bấm phím hận thì động cơ sẽ tiếp tục quay hận nha các bạn. Như vậy là có thể sẽ gây hỏng cái trục bít me, hoặc là gây hỏng động cơ luôn nha. Tùy vào ứng dụng thì chúng ta sẽ áp dụng khác nhau nha các bạn. Có lẽ chế độ số 2 này sẽ không phù hợp với lại chế độ rèm cửa tự động nha, nhưng mà có thể sẽ phù hợp với lại các chức năng khác nha các bạn. Và đối với điều khiển bằng tay bằng nút nhấn cũng vậy. Và tiếp theo mình sẽ chuyển sang chế độ số 3. Để chuyển được sang chế độ số 3 thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút nhấn cho đến khi đèn trên mặt sáng 3 lần liên tục, rồi các bạn xả nút nhấn ra. Như vậy là chúng ta đã chuyển sang chế độ số 3. Ở chế độ số 3 thì nút Stop sẽ không có tác dụng nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng hai nút quay hận và quay nghịch. Khi chúng ta nhấn giữ nút quay hận thì động cơ sẽ quay hận, còn khi chúng ta thả ra thì động cơ sẽ dừng lại. Nút quay nghịch cũng vậy. Và cũng như vậy, khi chúng ta nhấn giữ nút quay hận thì điểm G chạm công tắc hành trình thì động cơ cũng sẽ dừng lại nha các bạn. Và cũng như vậy, khi chúng ta tiếp tục bấm phím hận thì động cơ sẽ không quay nữa nha, cho đến khi chúng ta bấm phím nghịch thì động cơ sẽ quay ngược lại. Ở chế độ số 3 thì nút Stop sẽ không có tác dụng nha. Và trên điều khiển bằng tay cũng vậy. Và tiếp theo bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ số 4. Chuyển sang chế độ số 4 thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút nhấn trên mạch cho đến khi đèn chớp tắt 4 lần liên tục, rồi chúng ta sẽ hạ nút nhấn ra.
Như vậy là chúng ta đã chuyển sang chế độ số 4. Ở chế độ số 4 thì hai công tắc hành trình sẽ không có tác dụng nữa nha các bạn. Và nút Stop điều khiển bằng tay trên mạch cũng sẽ không có tác dụng. Hai nút nhấn điều khiển hận nghịch mới có tác dụng thôi nha. Còn trên remote thì ba nút nhấn vẫn có tác dụng như nhau. Tuy nhiên ở chế độ số 4 này, khi chúng ta bấm nút hận thì động cơ sẽ quay hận khoảng 5 giây rồi dừng lại. Nếu lúc này chúng ta tiếp tục bấm phím hận thì động cơ sẽ tiếp tục hoạt động trong 5 giây rồi dừng lại nha. Và ở chế độ số 4 thì công tắc hành trình sẽ không có tác dụng nha các bạn. Cho dù điểm G có chạm công tắc hành trình thì động cơ chỉ hoạt động hết thời gian 5 giây mới dừng lại nha. Ví dụ ở đây mình cho chạm công tắc hành trình thì động cơ cũng không dừng lại nha các bạn. Và trên điều khiển bằng tay cũng vậy. Và chế độ số 4 nút Stop trên remote vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên nút Stop điều khiển bằng tay sẽ không có tác dụng nha. Và như vậy là đối với ứng dụng cửa lùa hoặc là rèm che tự động thì chế độ số 1 hoặc là chế độ số 3 sẽ phù hợp hơn. Phù hợp nhất là ở chế độ số 1 nha các bạn. Còn chế độ số 2 và chế độ số 4 thì sẽ phù hợp với ứng dụng khác nha các bạn. Và ví dụ bây giờ mình cũng có thêm một remote 433 là mã cố định. Và bây giờ mình sẽ học thêm một remote vào mạch này nha. Bây giờ mình sẽ học 3 nút và nút số 4 này mình sẽ bỏ đi để sử dụng cho ứng dụng khác đối với mạch khác nha. Bây giờ mình sẽ nhấn nút nhấn trên mạch một lần. Bây giờ mình sẽ bấm phím quay hận, bấm phím quay nghịch và bấm phím dừng lại. Một trong hai nút này cũng được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm nhấn nút này nha. Như vậy đã học lệnh xong. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ số 1 cho dễ hoạt động hơn nha. Và ở đây hai remote sẽ hoạt động độc lập với nhau nha các bạn. Và chúng ta có thể học thêm nhiều remote nữa. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.